sáng sớm những người trông coi bãi biển Hồ Tràm, Bà Rịa, Vũng Tàu đã sắp đặt lại. Chỉ cần thay đổi vị trí gốm là bãi gốm dài hơn 100 mét bên bờ biển lại cho những bố cục mới trên nền sóng biển và trời mây. Bàn tay sắp đặt tưởng như tự nhiên, không cố ý, nhưng thực ra những chum vải ấy đều được bày đặt một cách có dụng ý trong một trật tự và tạo nên những bố cục đẹp khi đặt chúng trên nền cát hay đứng cạnh các đồ gốm khác. Ngoài giá trị sử dụng, chúng còn tồn tại như một hiện vật bộc lộ bàn tay khéo léo của những người thợ thủ công, vừa có cảm giác những người đàn ông đi biển để lại những vật dụng trên cát, lại vừa có cảm giác những chiếc chum vải lu nước này từ biển trôi dạt vào mang trong mình nhiều câu chuyện biển cả. Nghệ thuật sắp đặt đương đại du nhập vào Việt Nam đã được hơn 10 năm. Đấy là công việc sáng tạo mới của các họa sĩ, các nghệ sĩ điêu khắc, khác với nghệ thuật hội họa giá vẽ. Sắp đặt là kết quả của những ý tưởng vụt đến một cách nhanh chóng và được người nghệ sĩ cụ thể bằng công việc sắp đặt. Thời gian, tuổi thọ của một tác phẩm sắp đặt không lâu, bởi sau một khoảng thời gian nhất định, người nghệ sĩ lại cất nó đi. Tác phẩm sắp đặt được sinh ra một cách nhanh chóng, có cuộc đời ngắn ngủi. Thế nhưng nghệ thuật sắp đặt lại cho một khoái cảm thị giác, khoái cảm không gian mà nghệ thuật giá vẽ không có được. Tính hấp dẫn của nó là ở chỗ đáp ứng được tức thời ý tưởng sáng tạo của người nghệ sĩ. Tính đương đại được biểu hiện ở mức độ nhanh chóng, gấp gáp, mang hơi thở cuộc sống. Điều mà nghệ thuật hội họa Hàn Lâm ít đạt tới. Sự biến mất nhanh chóng của một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt chính là một thủ pháp nghệ thuật mang tính đương đại, nói lên sự đổi thay nhanh chóng trong cuộc sống đương đại. Rằng không có gì tồn tại lâu trong nhịp sống, trong tốc độ của đời sống đương đại, của văn minh đương đại. Sự phát triển mạnh, nhanh, ồ ạt của những nhu cầu sống của văn minh vật chất đã tạo nên thói quen sống công nghiệp và hiệu ứng tất nhiên của nó bắt buộc phải nảy sinh một loại hình nghệ thuật mới, đó là nghệ thuật sắp đặt và nghệ thuật trình diễn đương đại. Thiên nhiên luôn tạo nên một sắp đặt đẹp trong sự sinh tồn của vạn vật. Nhiều khi trong quá trình sinh sôi, những cây cối đã cho một sắp đặt mang tính bố cục đẹp, tự nhiên và khỏe khoắn. Rừng đước thường thấy ở những vùng đất ven biển miền Trung và Nam Bộ. Cây đước có một đời sống mạnh mẽ, chịu được những dữ dội, khắc nghiệt của thời tiết. Mọi tinh túy của cây được tập trung vào bộ rễ đước. Càng lâu năm, cây đước càng cho bộ rễ đẹp, mang tính tạo hình cao, độc lập như là một tác phẩm điêu khắc của tự nhiên. Cảm hứng về nghệ thuật sắp đặt đã mở ra một cách nhìn và những quan sát phong phú đối với môi trường sống quanh ta. Trong quá trình sinh tồn, nhiều cây cổ thụ khi lụi tàn còn để lại những gốc rễ đẹp và trở thành gỗ lũa sau một thời gian dài ngâm trong nước lâu năm hoặc ngâm trong bùn đất. Lần sắp đặt này, nhiều gốc rễ của các loại cây vùng biển đã được đánh về bày đặt trên bãi biển Hồ Tràm, tạo nên quang cảnh đẹp. Nhiều bố cục sinh động được tạo ra. Nghệ sĩ quan tâm nhiều hơn đến không gian sống, không gian thưởng ngoạn. Nghệ thuật sắp đặt đem lại cái nhìn thị giác, tận dụng được những vẻ đẹp